Hello chào anh em nhé, chào anh em đây. Lại tôi đây anh em tiếp tục lên cho anh em một video úp cầu thật sự cứu cầu về bờ cho anh em mình nhá. Vốn lớn thì đánh như nào đấy anh em? Hôm nay chốt lại 20 củ uy tín cho anh em nhá. Hôm nay ráng đánh úp vào cầu chốt lại 15 20 củ uy tín cho ba anh em vào bờ này. Vốn hôm nay mình là tầm 62 củ anh em ạ, đánh lên tầm 82 củ hoặc là 73, 82 hoặc là tới 78 củ chốt lại là đẹp anh em nhá. 78 đến 82 củ là đẹp, chốt lại 20 củ dương cho anh em. Ok anh em ạ, vào cầu chốt lại uy tín cho anh em mình luôn này. Ta 26 xỉu 24 rồi à, cái này anh em đánh bệt xỉu nhá. Xỉu 4 bắn 4 tay này xem có xỉu dài không. Ui xỉu 4 tay dài nhất rồi à. Anh em mình suy nghĩ xem cái này có xỉu không anh em. Cái này bị xỉu luôn với chuẩn chứ đúng không, đánh tài khó quá. Thôi đánh qua quả MD5 đi mong ạ. Và đánh luôn qua quả MD5 này tí cầu 33. Cầu 33 khó như lên trời luôn, nó thẳng luôn như thế. Cái đầu tôi vào xin phép là anh em vào nhẹ cây, vào nhẹ cho nên mình phát tài 5 củ này tí mong ạ. Vào nhẹ phát tài 5 củ này cho anh em mình tí nhá. Đấy anh em nặng tôi luôn con tài 15 này tí mong ơi. Không kịp đâu, không kịp đâu. Ai chúng ta đầu cho anh em này. Ai nó sớm tí bạn nói chết tôi rồi. Tiếp tục luôn cho anh em mình anh em nhá. Đấy. Vào luôn vườn lao anh em ơi. 323 321 bể là tài cái này rồi. Tài 11 bả cầu 321 này thì anh em thật anh em luôn. Đánh xỉu chỉ có bú anh em ạ. Cái này đánh xỉu 10 củ chỉ có bú thôi. Ráng chốt lại càng dương dương càng cao càng tốt chứ không có vấn đề gì hết anh em nhá. Mục tiêu mình là dương 20 củ mà anh em cứ vào mạnh mẽ tí là chốt lại cho anh em rồi anh em ạ. Vào mạnh mẽ tí chốt lại sớm cho anh em rồi anh em nhá. Rồi. Đánh double hai tay luôn anh em ơi. Anh em hai tay mỗi tay 10 củ vốn to đánh chốt dương 30 40 củ cho nó uy tín chưa anh em. Sợ gì đâu anh em ạ. Đánh phải chốt dương uy tín cho anh em luôn. Nay vốn to đánh dương 30 40 củ cũng được anh em nhá. Nhưng mà tôi muốn hướng đến là chốt lại an toàn cho anh em thì mỗi ngày kiếm 15 20 củ chắc ăn thôi. Đấy, ý tôi như thế chứ không phải là suy nghĩ nhiều anh em ạ. Đánh hai tay đủ chốt lại cho anh em rồi. Bây giờ anh nhấp nhi tí nay vốn tầm bao nhiêu nhỉ? Úp lên cả 100 củ dương 50 60 củ cho anh em nhá. Bú tông hai tay 10 củ anh em ạ. Đủ chốt lại rồi. Ráng chốt dương cho anh em 100 củ anh em nhá. Đây, 85 củ mục tiêu này đang dương tầm 23 củ rồi anh em. Cầu dễ như này thì anh em đánh thoải mái thôi. Xỉu 10 rồi rồi. Quả cầu này mong đánh lại tài nữa thì chỉ có bú. Đấy thật luôn mong. Cái này đánh lại tài nữa chỉ có bú mong ạ. 6 củ tài nhẹ nữa mong nhá. 6 củ tài nhẹ nữa cho mong này. Đấy. Chốt lại chốt sớm cho anh em. Tối nay là có một cái gọi là một cái, vài cái nơi lẩu ấm nó hạnh phúc rồi anh em ạ. Tài cái này được anh em nặng luôn anh em nhá. Tài cái này được nặng luôn, chốt lại luôn cho anh em uy tín này. Xem thử là cái bú biến được gì không anh em nhá. Anh em xem video đừng quên để lại cho tôi một like, team subscribe, đăng ký kênh để tôi có cái động lực ra thêm nhiều video hay, chất lượng hơn cho anh em mình xem anh em nhá. Ok anh em. Mấy cái này là đánh mấy cái chắc rồi, đánh cái nào vào bú cái đấy thì không có cái suy nghĩ gì nữa anh em ạ. Cứ vào là bú thôi mong nhá. Chờ đợi thôi anh em, bây giờ đang up lên được thì up không được thì anh em chốt lại sớm cho anh em luôn thôi. Vốn nó lại vốn bao nhiêu anh em, vốn 62 củ ấy. Vốn ban đầu mình là 62 củ, up dương lên 82 củ là dương 20 củ rồi. Giờ lên tận 91 củ rồi anh em ạ. Rồi đánh trùng trùng tí lên gọi là chốt dương 100 củ luôn cho anh em mình nhá. Đang đánh dương dương tí chốt dương luôn 100 củ cho anh em này. Ok anh em, cái tài ok hồi rồi, cái này bé xíu thì chạy đường nào anh em. Cái này bé xíu thì chạy đường nào ạ. Anh em chờ tí nhá, 82 à, 82. Có nhiều 91 đây anh em ơi, 82 cộng 9 à. Rồi cái này vào nhẹ tiếp cho anh em mình là 95 củ đi. 6 củ đi anh em ạ. Đấy, 6 củ luôn cho anh em T3 anh em nhá. Đánh thông 5 tay liên tục cho nó gọi là cho nó uy tín mong nhá. Thông 5 tay liên tục cho nó uy tín mong ạ. Đấy. 82 đang đánh lên 120 cũng được anh em, cần gì nhiều đâu anh em nhá. Anh em nào chưa like thả tim đừng quên để lại cho tôi like thả tim anh em ơi. Subscribe đăng ký kênh đầy đủ vào. Bật thông báo lên để mà đón chờ nhiều video hay chất lượng hơn từ tôi mong nhá. Mỗi ngày lên video hướng dẫn gọi là nhiều khung cầu khác nhau cho anh em mình xem. Úp cầu kéo cầu dương 15-20 củ hàng ngày cho anh em mình tham khảo anh em ạ. Đấy ok cho anh em. Chọn tiếp cho anh em rồi. Gãy rồi thì thôi anh em. Rồi tiếp tục bẻ cái ba anh em xịu xấu rồi. Bẻ lại một cây nữa chốt lại cho anh em luôn nhỉ. Đùa anh em tôi chứ cái này cũng sớm nhỉ. Cái này nguy cơ bị khá là cao nên là em sẽ bỏ một tay. Bỏ một tay anh em nhé, bỏ một tay này luôn. Không cần phải phải lo mong ơi. Bỏ tay này đi anh em ạ. 30 giây à, anh em chờ tí nhá. Cái này tôi suy nghĩ tí cái đánh nó xỉu được không ạ.
Đấy, xíu nhẹ cái này 3 củ uy tín cho anh em luôn. Rồi cây cuối chốt lại dương 20 củ cho anh em nhá. Cái này mà bù xin phép anh em là kết thúc video sớm tại đây, rút tiền chốt lại luôn anh em ạ. Đấy. Cái này búi không búi cũng chốt lại thôi anh em. Búi thì chốt lại dương hơn nữa mà không búi vẫn dương 20 củ cho anh em mình đấy. Đấy, cái này nói chung là cái này đánh cho vui thôi. Đánh vui cái này thôi, chốt lại sớm cho anh em luôn. Ok không anh em ạ. Đấy, ok thì lộng lúa đây, cái này bú nữa này. Bú nữa thì thôi, dương cho anh em mình 28 củ luôn anh em nhá. Xương 28 củ cho anh em. Rồi, đi rút tiền thôi anh em, như này là quá tuyệt vời. Hôm nay đánh thông liên tục như này thì rút tiền sớm cho anh em rồi. Anh em xem video đừng quên để lại cho tôi một cái like, team, subscribe, đăng ký kênh để mà tôi có cái động lực ra thêm nhiều video hay chất lượng hơn cho anh em nhé. Bật thông báo lên anh em, nhớ bật thông báo lên. Có video mới sẽ có thông báo về Facebook cho anh em, về YouTube cho anh em ấy. Đấy. Kết thúc video rồi. Như anh em thấy thì kênh mình chuyên làm về Go 88, chia sẻ những cách chơi, những phương pháp chơi Go 88, tài xỉu Go 88 được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân cho anh em tham khảo. Chúc anh em chơi Go 88 tăng lớn, nhớ like video và sub kênh ủng hộ mình nhé anh em. Bye bye anh em.